Kính thưa quý vị, nhiều thuê bao liên tục bị các ngân hàng, nhân viên nhà đất, cơ sở thẩm mỹ gọi đến chào mời các gói dịch vụ. Đa phần họ đều nắm rõ các thông tin của người dân, chi tiết đến tận tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ, thậm chí là số dư tiền gửi tiết kiệm. Và người dân thì không khỏi bất ngờ vì sao mọi thông tin cá nhân lại bị người khác nắm giữ, tạo tâm lý bất an. Nguyên nhân xuất phát từ những cuộc mua bán dữ liệu cá nhân vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ, ngang nhiên tới trắng trợn. Chỉ cần có tiền là người mua có thể mua được dữ liệu cá nhân của cả trăm ngàn người. Đây chính là nguồn cơn của nhiều hệ lụy khác như vấn nạn tin nhắn rác, cuộc gọi rác. Vì sao thông tin của mình lại dễ dàng lọt ra bên ngoài đến vậy? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây. Hàng tỷ người bị lộ thông tin cá nhân trên thế giới. Tại Việt Nam, vấn nạn này đang rất nhức nhối nhưng lại ít nhận được sự quan tâm. Lo sợ là không biết là nó sẽ truy cập và nó sẽ sử dụng cái thông tin đấy vào mục đích gì. Đúng rồi, khi mà mình khi đó là mình chưa bị gặp phải, cho nên là mình cũng chưa biết là tác hại của nó sẽ như thế nào, nên là mình đã sẵn sàng bấm cho phép. Bởi vì là mình khá là hay truy cập vào các trang web của bên bất động sản ấy, hoặc là mấy cái tài chính nữa, thì mình nghĩ là khả năng là họ sẽ lấy cái thông tin từ Facebook ra. Mình thì có thông tin cá nhân ấy, nó rất là quan trọng, bởi vì là nhiều khi có những cái thông tin bảo mật như là số điện thoại, rồi thông tin cá nhân, nhà ở, rồi số chứng minh nhân dân ấy, thì hiện tại mình thấy là đang bảo mật chưa tốt. Nhu cầu sử dụng các thiết bị số đi kèm là các ứng dụng thông minh hàng ngày cùng với sự chủ quan của nhiều người dùng khiến thông tin cá nhân của họ bị lộ. Mình cũng thường xuyên chơi game. Thật sự là khi mà mình chơi thì mình cũng không để ý lắm về cái việc đấy đâu. Thường thì mình thấy là các ứng dụng thì thường đòi truy cập vào ví dụ như là bộ sưu tập ảnh này, danh bạ hoặc là một vài cái nữa, nhưng mà mình cũng không để ý nhiều. Việc chơi các trò chơi trên mạng xã hội cũng khiến chúng ta dễ lộ những thông tin cá nhân cơ bản. Hầu hết khi tham gia những trò chơi này, người dùng phải chấp nhận để nhà cung cấp trò chơi truy cập vào ảnh đại diện, thông tin liên lạc và danh sách bạn bè. Đối với những người thường xuyên công khai những thông tin cá nhân thật trên mạng, thì việc để mất dữ liệu của bản thân khi chơi các trò chơi là điều đã được lường trước. Nguồn thông tin cá nhân của chính họ lúc này trở thành nguồn tài nguyên để rất nhiều đơn vị kinh doanh khai thác và phục vụ cho nhiều mục đích. Trong thời đại số, nhà kinh doanh nào có được càng nhiều thông tin khách hàng thì càng có cơ hội chiến thắng. Chính vì vậy, dù bị cấm, nhưng hàng triệu thông tin cá nhân vẫn bị buôn bán công khai trên nhiều trang mạng xã hội. Rồi, chị mua số lượng bao nhiêu ạ? Em mua 30k. 30k hả? Vâng. Ở khu vực Hà Nội thôi đúng không chị? Vâng, ở khu vực Hà Nội đó. Vậy 30k thì em lấy chị 200 đồng một số nha. 200 đồng một số ạ? Cái này có bao bảo hành không ạ? Thì em bảo đảm với chị là đúng như yêu cầu, thì nói chung là đúng địa chỉ, đúng số điện thoại, đúng thì chỉ cần data thô của 3 tháng đổ về trước. Việc bảo mật thông tin là tối quan trọng và được pháp luật bảo vệ. Đây là điều mà bất kỳ ai cũng biết. Đó cũng chính là lý do người bán này không quên cảnh báo chúng tôi. Mua bán thông tin cá nhân là vi phạm pháp luật. Để an toàn thì không thể giao dịch qua những kênh thông thường. Nó chỉ cái giá bên bạn đăng nhập data giá 150-200 đồng, 300 đồng. Bây giờ bạn lấy cái data của tôi để thanh 11.000, gấp 30 lần, 30 lần. Nếu mà chốt thì cậu gửi vào mail hay là như nào nhỉ? Mình sẽ gửi Zalo. Gửi Zalo á? Từ năm vừa rồi bên mình gửi qua mail. Nhưng mà cái này thì bạn biết thì nó hơi nhạy cảm một chút. Thì bây giờ thì ở trên mình báo là không gửi qua mail nữa. Còn đối với những cái hành vi mà sử dụng trái phép thông tin cá nhân hoặc chia sẻ trái phép mà không được đồng ý thì sẽ thực hiện xử phạt theo nghị định số 15, và cái việc đánh cắp thông tin sử dụng trái phép thì có thể phạt đến 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng, thì đó là những cái hành vi mà nghị định số 15 đã quy định. Thế còn nước thì có bí mật nhà nước thì có luật bảo vệ bí mật nhà nước, còn cá nhân thì có bí mật đời tư cá nhân, và bí mật đời tư cá nhân thì nếu mà bị lộ lọt mà bị sử dụng trái phép thì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đến tâm lý, đến đời sống, đến hạnh phúc gia đình, thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng của cá nhân. Bởi vậy là pháp luật sẽ ngày càng hoàn thiện hơn
các cái quy định, các cái cơ chế để bảo vệ cái quyền tự do tiếp cận thông tin, cũng như là bảo vệ cái quyền bảo vệ bí mật đời tư cá nhân, cũng như là cái dữ liệu với thông tin cá nhân. Thông tin cá nhân gắn liền với mỗi cá nhân và cũng là tài sản chịu sự quản lý của mỗi cá nhân trước tiên. Chính vì vậy, để tránh những rắc rối hay hệ lụy nghiêm trọng có thể xảy ra, mỗi người cần có ý thức hơn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cơ bản của bản thân. Nói cách khác, nếu dùng các thiết bị thông minh, chúng ta không thể nào cứ khờ khạo mãi.